Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1, môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Đề bài: Chiếc lọ thần kỳ. Đây là một số hình ảnh mà các bạn học sinh đã thực hiện và chụp lại. Về hình thức sẽ làm theo nhóm. Nội dung: các em làm theo hướng dẫn sau. Các em chuẩn bị 4 chiếc lọ và trang trí 4 chiếc lọ này theo sở thích của bản thân. Trong đó có một chiếc lọ nhắc nhở, một chiếc lọ thú vị, một chiếc lọ thử thách và một chiếc lọ cười. Các em dành thời gian cuối ngày để viết các cái mảnh giấy và thả vào những chiếc lọ này. Các tiêu chí đánh giá. Chúng ta sẽ có 4 tiêu chí đánh giá. Các em cần quan sát kỹ và sau đó thực hiện theo những tiêu chí sau. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em làm một bài thi thật tốt.